Xin chào các bạn, mình là Hằng Nguyễn, mình đến từ Four Sweet Season. Rất vui được gặp các bạn trong khóa học online của mình. Trong thế giới bánh ngọt thì bánh hoa kem bơ được xem như là nữ hoàng của các loại bánh bởi vì nó có thể làm rung động bất cứ ai khi nhìn thấy nó. Với cốt bánh mềm, ẩm, tan trong miệng, hòa quyện với lớp kem bơ béo ngậy thì chắc chắn sẽ làm ấn tượng bất cứ ai thưởng thức nó. Có thể bạn đã tiếp xúc với kem bơ rồi thì trong khóa học này của mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất nhiều kiến thức mới lạ. Còn nếu bạn chưa từng tiếp xúc với kem bơ thì khóa học này chắc chắn sẽ dành cho bạn. Trong khóa học này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số nội dung như sau. Thứ nhất, mình sẽ chia sẻ với các bạn về thế giới kem bơ và hướng dẫn các bạn làm hai loại bơ hoàn toàn khác nhau. Hướng dẫn các bạn làm hai cốt bánh bông lan cơ bản và bánh bông lan bơ. Hướng dẫn các bạn chọn đuôi làm sao để bắt hoa được đẹp nhất. Hướng dẫn các bạn pha màu và phối màu lên bánh sao cho hài hòa và trang nhã nhất. Điều đặc biệt trong khóa học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt 5 loại hoa của mùa xuân, gồm có hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm tú cầu, hoa thực dược và hoa thủy tiên. Về phần đề co bánh, mình sẽ hướng dẫn các bạn đề co 2 mẫu bánh giỏ hoa. Một là mẫu bánh giỏ hoa có quai và một là mẫu bánh giỏ hoa có nắp. Điều đặc biệt mình muốn dành tặng thêm cho các bạn trong khóa học này là mình sẽ hướng dẫn các mẹ bận rộn có thể làm ra một chiếc bánh búp bê xinh xắn như thế này chỉ trong vòng 15 phút. Nào, cùng bắt đầu khóa học với mình nhé!